Vỉa hè ngõ 116 đường Lương Thế Vinh ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân thì vốn dĩ đã rất là hẹp rồi. Và bây giờ thêm cái vạch kẻ nữa thì nó lại trở nên đặc biệt hơn. Như phía trong vạch kẻ thì chỉ khoảng hơn một gang rộng như thế này mà thôi. Phía ngoài vạch khoảng hai gang tay của tôi. Và như nếu mà theo vạch này thì người đi bộ đường thông thoáng thì có thể đi được một người. Còn nếu mà xe máy dựng ở trên này thì chắc chắn sẽ không dựng được. Và người đi bộ thì buộc phải đi xuống dưới lòng đường. Việc kẻ đường này đã được địa phương thực hiện trong vài ngày trước. Trung bình hai bên vạch kẻ rộng khoảng nửa mét, rộng nhất hơn một mét. Có đoạn hẹp chỉ bằng nửa gang tay. Trên vỉa hè, phía trong vạch sơn trắng này thì ghi nhận nhiều chủ cửa hàng đã bày biện bàn ghế, hàng hóa để phục vụ việc kinh doanh ngay sát vạch. Đồng nghĩa phía ngoài vạch, những đoạn hẹp thì người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Trong khi đó, theo quy định, vỉa hè rộng khoảng 3 mét thì sẽ kẻ vạch để phân ranh giới phía phần bên trong vạch cho người dân để xe máy. Trao đổi với Chuyển động 24 giờ cách đây ít phút thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết là địa phương đã và đang tiến hành cho xóa những đoạn vạch kẻ vỉa hè không đủ điều kiện tại ngõ 116 đường Lương Thế Vinh, không để những vạch kẻ vỉa hè siêu mỏng như thế này tồn tại.